Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách kinh nghiệm chữa dứt điểm bệnh trĩ không cần phẫu thuật. Đây là chia sẻ của một bạn đã điều trị khỏi bệnh trĩ. Mình xin chia sẻ cho mọi người cách chữa bệnh trĩ mà mình được một người bạn chỉ cho. Chuyện là mình cũng bị bệnh trĩ ngày xưa còn nhẹ, mình cũng không mấy để ý. Nhưng gần đây bắt đầu nặng hơn. Khi mình đi đại tiện thì máu tươi chảy ra rất nhiều, đổ đỏ cả bồn cầu, kèm theo đó là cảm giác đau rát hậu môn của mình như bị nứt ra vậy, búi trĩ còn nòi ra ngoài nữa nên mình rất lo lắng. Đầu tiên mình định đi cắt trĩ thì mẹ mình bảo không cho cắt. Mẹ mình bảo vừa đau vừa tốn tiền mà không khỏi được. Nhà mình ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, thuộc khu vực miền núi gần người Mường nhiều. Có người lấy cho mẹ mình một loại cây rừng để nấu nước uống, bảo uống là khỏi. Cây đó có vị gần như dâu ngô. Mình cũng uống khoảng một tuần nhưng không thấy đỡ, vẫn bị ra máu. Có lẽ do cơ địa mình chậm hấp thu. Sau đó mình sang nhà chị bạn ở Gia Lâm, Hà Nội chơi. Chị ấy mách cho mình cách dùng cây thầu dầu, tía và lá tầm vông đã giã nhỏ, bọc vào miếng vải nhỏ, đặt vào hậu môn rồi đè lên khoảng 5 phút, làm mỗi ngày một lần, liên tục trong một tháng thì khỏi. Mình tìm lá thầu dầu tía nhưng không được, nên ban đầu mình phải dùng lá thầu dầu trắng mọc dại trên đê. Lá vông mình cũng không tìm được nên ban đầu mình chỉ dùng lá thầu dầu trắng không thôi. Giờ mình tìm được thầu dầu tía rồi, lá vông mẹ mình cũng tìm ở quê gửi ra cho mình. Mình dùng được gần một tuần và kiêng không ăn cay. Hiện tại mình đi đại tiện thì không còn thấy bị ra máu tươi, búi trĩ cũng thu vào và còn một tí thôi nhé. Mình mừng quá nên chia sẻ lên đây cùng mọi người để ai bị áp dụng nhé. Bệnh này khá nhiều người bị. Các bạn chú ý lá thầu dầu tía một lần khoảng 3 đến 4 lá nhỏ, lá to thì 2 lá cũng được, lá vông cũng khoảng 3 lá giã nhỏ nát rồi bọc vào miếng vải mỏng, đắp vào hậu môn rồi ngồi lên đúng 5 phút là bỏ ra nhé. Không phải cứ ngồi lâu là tốt đâu, vì trong lá này cũng có độc. Các bạn thấy cách này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho mình. Tôi xin chân thành cảm ơn. Giã nhỏ nát rồi bọc vào miếng vải mỏng, đắp vào hậu môn rồi ngồi lên đúng 5 phút là bỏ ra nhé. Không phải cứ ngồi lâu là tốt đâu, vì trong lá này cũng có độc. Các bạn thấy cách này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho mình. Tôi xin chân thành cảm ơn.